Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Bác Tô Và hôm nay admin vừa cập nhật cái sự kiện valentine Cách đây 11 ngày trước thì mới là valentine Thì admin bây giờ mới cập nhật nè các bạn à, Được rồi Thì um, các bạn có thấy một cái sự khác biệt gì không? Hiện tại đang có một trái tim ở đây Thì chỉ cần có bạn bè ở trong server Bạn sẽ cộng một bạn thì bạn sẽ được cộng 15% kinh nghiệm Đây thì sẽ giúp bạn farm nhanh hơn ha. Rồi trở lại về chủ đề chính của mình ngày hôm nay Bây giờ mình sẽ làm về trái tơ bây giờ trái tơ thì đổi thành trái con nhện luôn không còn trái tơ nữa các bạn đây là trái spider rồi thì với bộ chiêu thức của nó được làm lại nghi án là dính bản quyền thì ngày hôm nay mình sẽ cho các bạn xem bộ chiêu thức nó làm lại thì như thế nào đầu tiên thì chắc là chiêu z um, ngày xưa nó là tơ ngũ sắc nhưng mà bây giờ nó đảo đổi lại rồi Đấy, chiêu này thì nó nó đánh cái nó, nó hất tung ra xa hơn rồi bị trừ 15% kinh nghiệm bút rồi các bạn À, nó hất tung ra xa hơn chiêu cũ chỉ có vậy thôi còn đánh thì gần lắm mình nghĩ là, là farm hay là đi bb bê bê thì cũng chả ai làm cái này bao nhiêu xài bao nhiêu đâu có được cái là chiêu ít bây giờ thì có vẻ như nó khống chế cái tầm không chế nó rộng hơn đó là cái bẫy tơi này các bạn thì nó không chế rộng hơn thì mình có thể um, dễ bắt trúng hơn á nhưng mà mình nghĩ chắc không ai sử dụng trái này dạng V1 mà BB đó đâu tị nó cũng chiêu nó cũng khá là khó, khá khá là khó trúng á nhưng mà mình cảm giác là chiêu bây giờ nó khó, ít delay hơn như là bây giờ chiêu ít mình sử dụng xong thì mình mình đi ra được liền coi như đây là một bản nâng cấp sức mạnh cho nó rồi thêm chiêu C nữa đó ồ oh, chiêu C nó cũng delay khá là lâu khi mình bắn rồi mình lỡ bắn hụt thì mình bị đứng yên một chỗ luôn ha và cuối cùng là chiêu về Chiêu V thì uh, vẫn như vậy thôi các bạn. Và nó sẽ đổi theo màu Haki của bạn. Nếu mà bạn sử dụng Haki màu gì thì nó sẽ có cái màu đó. Nãy mình quên bật Haki lên á. Ha. Còn những cái chiêu này thì nó có đổi màu theo Haki không? Không. Uhm, chiêu Z thì không có đổi màu theo Haki. Bây giờ mình sẽ sử dụng chiêu V lại cho các bạn xem. Nhưng mà đợi tí ha, nó chưa hồi. Này hey, tên là ngũ tơ kích. năm à, cái cộng tơ kìa. À. Rồi đó thì nó đổi theo màu trắng của mình thì các bạn à, nếu mà không biết màu nào đẹp á, thì cứ đẹp, chuyển qua hai cây bảy màu đi mình sử dụng một thời gian mình thấy màu nào đẹp mình sử dụng màu đó riêng mình thì mình vẫn chung thủy với màu trắng với màu đen dù nó xấu cỡ nào miễn mình thích là được các bạn à, đối với mình thấy nó đẹp nhiều bạn cứ chơi nó anh xài màu này xấu quá anh xài màu này mà kia đi nhưng mà thôi miễn là nó sở thích mình vậy là được rồi đúng không rồi đến một chiêu quan trọng nhất là chiêu ép chiêu ép bài vậy nè và các bạn thấy là chiêu ép của dạng chưa thức tỉnh á là nó như thế này nha các bạn đừng tưởng là mình đang sử dụng chiêu ép của dạng thức tỉnh thực ra thì chiêu ép này nó lấy chiêu ép của dạng thức tỉnh xuống để chắc là không dính bản quyền còn chiêu ép mới nó hay như vậy mà cho nên là mình phải xài ở dạng thức tỉnh như vậy thì trái này được làm lại cả hai bộ chiêu thức lẫn thức tỉnh lẫn không thức tỉnh luôn thì bây giờ là ở dạng thức tỉnh chúng ta có một dạng chiêu đu dây này đó cái đu dây này thì uh, hơi bị khó vì mình sẽ lên trên đây mình coi uh, coi coi là admin đu như thế nào nhưng mà chiêu này là bồ chiêu khá là thú vị đúng không nào mình uh, mình thích cái đu dây này nè ây trời ơi đu này khó như vậy ta mình sẽ phải thử dùng ship lock coi hình như là mình phải ở trên cao rồi mình mới đu được các bạn trời ơi cái đu này nó khó cứ tưởng đâu là nó dễ nhưng mà không dễ vậy đâu các bạn à từ từ cái này từ từ thì mình sẽ làm chủ được nó thôi các bạn uhm, Bây giờ là giống người nhện rồi nha Không cần phải địa hình đâu Các bạn có thể đu trên trời luôn Đó Đu ý chang Spiderman Nhưng mà trong Spiderman thì người ta đu Phải có tường có này đúng không Còn này nó đu trên không khí luôn Đô yeah, và Lamingo là bắt tơ trên mây mà Cho nên là cái con này của mình bây giờ thì nó cũng bắt tơ trên mây luôn Và tưởng đâu thì này nó bay nhanh á Nhưng mà không nhanh coi trong clip tưởng bay nhanh nhưng mà bay chậm á nhưng mà nó nó có một cái quỹ đạo khá là khó chịu và uh, nó thú gì đúng không? Nhiều khi bị đối phương đang dí đang bắt bạn bạn đu tơ cái này nè, cái bạn làm một cái dòng nó lượn về đối phương khó canh mình hơn là mình bay cái dòng thẳng đúng không các bạn. Đây là một bộ chiêu kích thích nhất mà mình thấy nè. Và nó cũng là một chiêu thức bay hoàn toàn mới trong rút Thay vì so với những kiểu bay truyền thống thì bạn có thể điều chỉnh cái kiểu mà quay qua quay lại thì chán quá. Quá chán đúng không nào? còn với trái tơ này thì bây giờ mình có một kiểu bay mới khá là thú vị được rồi thì bây giờ mình sẽ sử dụng những chiêu của dạng nước tỉnh coi cho các bạn xem là có thay đổi gì không ha đầu tiên là chiêu z chiêu z cũng như vậy nó không có đổi màu theo haki vậy chỉ có chiêu cuối thôi chiêu lòng tơ này cũng không được thay đổi luôn nha và cuối cùng là chiêu c oh chiêu c này đổi màu theo haki nha các bạn đó ở đây thêm được chiêu c và chiêu v thì chắc chắn là cũng đổi màu theo haki luôn ô oh, cái này chuyển qua màu bạc nè cái màu bạc này là nó hợp với tơ nè mình thấy màu bạc đẹp tôi bảo đảm mấy ông chơi tôi chơi màu này xấu nhưng mà tôi thấy đẹp là được rồi mấy ông sẽ nói ui màu bạc thấy gớm quá anh ơi Đấy, nhưng mà mình thấy đẹp là được còn có cái là cái 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 đầu bờ cái đầu bò đầu, đầu, tơ này là cái mấy cái đầu của cái tơ này á. thì nó, nó 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 không đẹp bằng chiêu cuối thôi lát mình sẽ đổi qua hai kia khác thử coi là nó như thế nào nha đó tôi thấy cái tơ này màu bạc đẹp thật chứ bộ quá là đẹp luôn đây mình sẽ chuyển qua cái màu haki bảy màu đi cho anh em xem xem mình để mình mình và anh em xem coi là thấy cái màu nào đẹp mình sử dụng ha à, đâu rồi cái ô oh, nó có một cái haki mới trong cái sự kiện này luôn nè các bạn vậy thì là sự kiện này ráng cố gắng cài canh lấy cái haki ráng cài canh lấy cái haki sự kiện này là có luôn cái 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 màu haki haki màu hồng màu hồng và trong đây mình cũng thấy có màu gần giống màu hồng nữa ôi mình phải tắt hai cây này mình phải tắt là bật lại làm uổng cái thời gian chờ chưa cuối rồi mình sẽ sử dụng cái này ô nó vẫn màu bạc kìa là sao vậy tôi đổi màu hai mà sao nó vẫn là màu bạc hay là nó mặc định là màu bạc chứ không phải là ấy hoặc là nó chưa hoạt động với cái hai cây này bây giờ mình sẽ đổi màu hai cây khác coi nhiều khi là chiêu c này thì nó không có được giống như là cái 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 cái, cái, cái... Nó chưa được, ấy á, Đúng hợp giống hợp cái kia, rồi cái chiêu C này thì nó chỉ là màu bạc thôi, nó là tơ, nó chứ không được đổi màu nữa rồi. Mình cứ tưởng đâu là, là nó sẽ đổi màu theo Haki, nhưng mà không, thì chỉ có chiêu cuối thôi nha, bây giờ mình sẽ ra mình sử dụng chiêu cuối. Thì cái này tùy theo anh em thôi, anh em sử dụng thì lúc màu Haki nào, lúc mình đang chuyển qua màu Haki nào á, thì nó sẽ có màu đó thôi. Thì cái này có thể anh em test từ từ đi Chứ mình trong video thời gian có hạn Mình không thể test hết tất cả những cái này cho anh em xem được đâu ha Rồi thì uh, tổng kết lại trái tơ thì admin làm lại bộ chiêu thức Thì lấy cái chiêu ép của cái dạng V1 đó, Ở dạng V2 đưa xuống V1 Thì cái dạng V1 thì nó dính bản quyền chắc luôn Và ở cái dạng V2 chúng ta có một bộ chiêu thức bay mới Ở đây bộ chiêu thức này bay nó đã không? Nó kích thích Nó tạo thêm một cái kiểu meta bay mới trong game mà trước giờ chưa có Ê, mình rất là thích cái kiểu bay này luôn Bay lượng nè Từ từ bạn sẽ bay lên cao hơn được nữa đúng không Đấy, nó tùy theo cách mà bạn điều chỉnh Và nếu như mà quen dần thì Cái cái khả năng bay lượng của bạn nó sẽ trở nên bá đạo với trái này đúng không Đấy, ngày xưa ồ, Thôi tính nói là trèo lên mấy cây này khó Nhưng mà mình nhớ lại mấy trái quỷ bay truyền thống bay phát một lên nè à? Chứ <laughs> phải cần nhiều ba bước như thế này Nhưng mà mình vẫn thấy nó đã đúng không Các bạn xem cũng thấy đã đúng không nào và uh, còn lại thì chiêu thức thì á uh, thêm được chiêu V đổi màu theo haki. Bên V1 thì nó cảm giác thì mình làm mình thấy làm lại mạnh hơn được một tí đó. Nhưng mà một tí thôi chứ đáng thì bạn vẫn phải nâng cấp lên V2 chứ xài V1 làm gì đúng không nào. Rồi, thì các bạn đánh giá sau về trái tơ này hãy để lại bình luận bên dưới. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây. Xem video đừng quên like và chia sẻ cho bác tôi tô nha. Bye bye mọi người.